Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota nha. Hôm nay sẽ lại gửi đến các bạn một bạn Honda CR-V. Giá rất là mềm, phiên bản G ha, 2020 mới 19.000 km. Một chiếc xe được trang bị khá đủ đồ mà giá chỉ có trên 800 triệu thôi. Và chúng ta cùng đi với Hiền ha. Đây các bạn, trước mặt các bạn đây là một bạn Honda CR-V bản G ha. Bản G nhưng mà 5+2 cũng rất là đầy đủ đồ nè. Chỉ thiếu mỗi một cái sinh rúp thôi. Và đặc biệt bạn này mới có 19.000 cây số, xe rất đẹp mà giá lại mềm ha. Đây các bạn. Đó. Màu xanh titan đẹp ha. Ở dưới chi nhánh của mình dưới kia có một bản, nhưng mà bản đó là bản G, bản L ha, bản full. Mà tôi thấy bản này cũng full này. Cũng có camera này đầy đủ hết nè ha. Rồi sense Q này đầy đủ hết. Đây. Bản full ha. À, bản này là bản G. Chỉ thiếu mỗi cái thấy chỉ thiếu có cái sunroof thôi. Rồi chúng ta coi nội thất của bạn này quá là mới. 19.000 km cực kỳ mới nè. Đây là nội thất của bạn Honda CR-V sản xuất năm 2020. Xe còn mới tinh ha. Màu nâu titan. Mẫu mới luôn này nè. Đó. Cân bằng điện tử này. Trên vô lăng thì cũng đầy đủ các option ha. Phiên bản này là phiên bản 1.5 nha. 1.5 5+2 đó. Turbo rồi ha. Ghế chỉnh điện nè. Bản này thì đã trang bị thêm cả bọc trần nữa. Xe khá là đẹp. Xe này đẹp lắm. Sừng chỉ thì đương nhiên zin theo xe rồi. Nước sơn zin cũng còn trên 98% ha. Đây là nội thất nè. Thì đang quay gửi đến các bạn một bản Honda CR-V sản xuất năm 2020 bản G. 5+2 ha các bạn. Xe mới 19.000 km, một chiếc xe cực kỳ đẹp ha. Và giá hôm nay mình bán là 870 triệu. Một mức giá khá là đẹp cho một chiếc xe 2020 CR-V. Zin ha, mới 19.000 cây số thì rất là đẹp rồi. Đây nội thất ở phía sau nè. 5+2. Cốp sau đây các bạn nhìn ha. Màu xanh titan rất là đẹp ha. Xe này biển số Long An nha. Bạn nào ở Long An thì mua xe này khỏi rút hồ sơ. Xe cũng khá là đẹp. Đây các bạn, đây là máy của bạn Honda CR-V 1.5. Máy rất là tiết kiệm nhiên liệu ha. Khá là tiết kiệm nhiên liệu đây. Và tiếng máy rất là êm. 19.000 km. Bao test cho các bạn luôn ha. Mới tới từng con ốc nè. Ốc cabo nè.
Thời điểm này các bạn mua xe rất là dễ lựa chọn ha. Khá là nhiều xe đẹp và giá này rất là mềm. Honda CR-V 2020 19.000 cây số, giá chỉ có 870 triệu thôi. Một mức giá khá hợp lý. Và hiện đang quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Số điện thoại là 0908 666 999, 0903 72 73 75. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi hết clip và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Hiền Nga. Chúc các bạn nhiều niềm vui, sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn.